Diễm mến chào tái ngộ quý vị và các bạn nghe. Thì trong cái video ngày hôm nay, Diễm mời quý vị đến với thành phố Morgan Hill. Cái thành phố này ở cách Diễm khoảng nửa tiếng đồng hồ đi về hướng Nam. Thì tới mùa này nè, tháng 4, đầu tháng 4 thì cái mùa hoa tím này nó nở. Thì Diễm mời quý vị nghe nhạc nhẹ, xem ngắm cảnh, ngắm hoa với Diễm. Có rất là nhiều người đi chụp hình buổi sáng, cũng có rất là nhiều người đi chụp hình hoàng hôn. Thì cái chỗ này là một cái hồ. Cái hồ mà bây giờ hạn hán nên nó khô nước rồi, mình có thể bước xuống hồ, mình đi xuống mé hồ luôn. Bây giờ nó chỉ còn có một dòng nước chảy nhỏ xíu ở chính giữa hồ thôi, còn hai bên bờ nó khô queo, đất nó nứt nẻ ra luôn rồi. Thì hoa này nó gian mọc dọc dọc theo hai cái bên hồ. Nhìn bằng mắt thường thì nó đã hơn nhiều, nó đẹp hơn nhiều là chụp hình. Nó bạc ngàn mà nó nhiều ơi là nhiều. Coi cái bé này nó cứ cưng ghê chưa. Chiều mà mình ra đây mình ngắm hoàng hôn là hết sảy luôn á. Gió thổi hiu hiu rồi hoa lay lay rồi mát mát nữa. Cảm giác rất là đã, rất là thanh thản mà rất là đẹp luôn. Ở chỗ Diễm thì có một cái cộng đồng người Việt, thì ai đi đâu đó thì có cảnh đẹp nào đó thì post lên, chia sẻ lên nặng bà con đi cho vui. Thì Diễm cũng muốn chia sẻ với quý vị, khi nên khi nào quý vị có dịp đến Cali chơi thì ghé thăm những cái địa điểm mà Diễm recommend nha. Thì đây là một Diễm chia sẻ một số hình ảnh professional chụp lấy trộm đó mà không có xin phép nữa. Rồi xong rồi Diễm cũng có chia sẻ một số hình ảnh của Diễm chụp bằng điện thoại bình thường thôi, nhưng mà nhìn bằng cái độ phân giải của máy chụp hình thì nó không thể nào bằng mắt của mình được, nên tận mắt chứng kiến thì rất là đã, rất là thích. Nó giống như chị này, nó đẹp chưa, đẹp như nàng thơ luôn á. Mình cũng dựa gốc cây mà sao không có đẹp mà lãng mạn giống như cái chị này dịp trơn, không ạt dịp trơn. Rồi nếu mà quý vị đã từng tới đây thì cho Diễm biết, hay là có những cái địa điểm nào mà quý vị tâm đắc đó, thì để lại cái phần comment cho Diễm biết nha. Thì mình làm một cái list. Rồi cái có dịp mình đi đâu đó thì mình sẽ ghé qua, hay là mình có những kỳ nghỉ thì mình không biết đi đâu thì Diễm sẽ đi theo cái recommend của quý vị. Rồi bây giờ Diễm mời quý vị nghe nhạc và thưởng thức nha. Hello everyone, so welcome back to my channel again, and today I would like to introduce to you one of my favorite spot. It's in Morgan Hill. It belongs to Anderson Lake, but the lake all dry out, and along the lake now have beautiful purple flower blossom. So we can go there, go hiking, take a look, walk around, enjoy the fresh air, enjoy the sunset, and have beautiful pictures. It's in Morgan Hill, 30 minutes away where I live. So if you have a chance to come by the Bay Area, so this is one of the spot that you should come. I love it. I enjoy it a lot. I went there twice this week. And that's why I would like to make a video, show you some professional pictures, some my picture taken from my iPhone, regular iPhone. Alright, so I hope everyone have a good week. Stay healthy and happy. We'll see you in the next video.
Thank you.
ầu á, ầu á.